Ông Lê Minh Hưng rất có thể sẽ trở thành thủ tướng trong tương lai. Ông Lê Minh Hưng, một chính trị gia mới nổi của Việt Nam. Ông Hưng có một gia thế rất khủng nhưng có lẽ không nhiều người biết đến. Cha ông là Thượng tướng Lê Minh Hương, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an giai đoạn năm 1996 đến năm 2002. Thời kỳ này, Tổng bí thư Tô Lâm của chúng ta đang công tác tại Cục Bảo vệ chính trị thuộc Tổng cục An ninh, Bộ Công an. Còn Thủ tướng Phạm Minh Chính công tác tại Cục tình báo Bộ Công an. Nói cách khác thì cha của ông Hưng chính là sếp cũ của Tổng bí thư Tô Lâm và thủ tướng Phạm Minh Chính. Ông Lê Minh Hưng có hai người anh đều là những tướng lĩnh trong ngành công an. Anh trai đầu của ông là Trung tướng Lê Minh Hùng, nguyên cục trưởng cục cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, Bộ Công an. Anh trai thứ hai là Thiếu tướng Lê Minh Hà, hiện là phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương. Ông Lê Minh Hưng còn có người bác là anh hùng liệt sĩ Lê Bình, nguyên giám đốc quốc gia tự vệ cuộc tỉnh Cần Thơ thời xưa. Tuy gia đình có truyền thống theo ngành công an là thế, nhưng ông Hưng lại không theo truyền thống này. Ông theo học và tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành ngôn ngữ và văn hóa Pháp tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm 1993, ông Hưng bắt đầu sự nghiệp tại vụ quan hệ quốc tế thuộc ngân hàng nhà nước. Sau gần 25 năm công tác trong ngành ngân hàng, năm 2016 ông được chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức Thống đốc ngân hàng nhà nước ở tuổi 46. Chức vụ thống đốc ngân hàng nhà nước tương đương với chức bộ trưởng. Sau hơn 4 năm giữ chức thống đốc ngân hàng nhà nước thì ngày 20 tháng 10 năm 2020, ông được bộ chính trị phân công giữ chức Tránh văn phòng Trung ương Đảng, thay cho ông Nguyễn Văn Nên về làm bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Đến ngày 16 tháng 5 năm 2024, ông Hưng tiếp tục được bộ chính trị phân công giữ chức trưởng ban tổ chức Trung ương. Cũng trong ngày 16 tháng 5 này, ông cũng được bầu làm ủy viên bộ chính trị trở thành ủy viên trẻ tuổi nhất trong bộ chính trị hiện nay. Điều đáng chú ý nữa là Thủ tướng Phạm Minh Chính, trước khi lên Thủ tướng cũng đã từng trải qua một thời gian làm trưởng ban tổ chức Trung ương như ông Hưng hiện nay. Như vậy, ông Lê Minh Hưng có rất nhiều điều kiện thuận lợi để có thể trở thành Thủ tướng trong tương lai của Việt Nam. Điều kiện thứ nhất là sức ảnh hưởng từ truyền thống của gia đình. Điều kiện thứ hai là trong lịch sử đã có tiền lệ, cụ thể Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng lên Thủ tướng từ chức vụ trưởng ban tổ chức Trung ương. Tuy nhiên, chính trị luôn nhạy cảm và khó đoán, tương lai có thể còn nhiều thay đổi khác. Hơn nữa, theo quy định tại quyết định 214 năm 2020 của Bộ Chính trị thì, một điều kiện cực kỳ quan trọng để có thể trở thành thủ tướng đấy chính là tham gia Bộ Chính trị chọn một nhiệm kỳ trở lên. Đến nay ông Lê Minh Hưng mới chỉ tham gia Bộ Chính trị được khoảng hơn 6 tháng. Trên đây chỉ là dự đoán của chúng tôi, nếu các bạn có dự đoán khác vui lòng bình luận bên dưới. Khi bình luận đề nghị mọi người tuân thủ pháp luật, hãy thể hiện mình là người yêu nước xin cảm ơn đã xem video chào và hẹn gặp lại